Khi nhắc đến việc bổ sung collagen cho da thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là uống những loại thực phẩm chức năng hay là những viên uống collagen. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung collagen bằng những thực phẩm ăn uống hàng ngày. Vì vậy, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 loại thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung hàng ngày để có thể cung cấp collagen cho cơ thể nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Nếu như các bạn cần tư vấn chăm sóc da thì các bạn hãy nhắn tin vào fanpage thạc sĩ bác sĩ Phương Quý. Và các bạn đừng quên tham gia vào nhóm chăm sóc sức khỏe cùng bác sĩ. Ở trong nhóm này, bên cạnh việc chia sẻ những kiến thức về chăm sóc da, mình còn chia sẻ những kiến thức về bệnh học khác nữa. Vậy thì loại thực phẩm đầu tiên mà chúng ta nên bổ sung hàng ngày đó chính là cá. Khi nhắc đến việc bổ sung collagen từ cá thì thực chất đó là từ da cá, vảy cá chứ không phải là thịt cá nhé các bạn. Bởi vì collagen nó sẽ tập trung chủ yếu là ở trong da cá. Vì vậy các bạn sẽ thấy rằng những loại thực phẩm chức năng nè, hoặc là những loại viên uống bổ sung collagen thông thường nó sẽ được chiết xuất từ da cá hoặc là vảy cá, đúng không nào? Và bên cạnh đó, vì chúng ta ăn cá hàng ngày, nó còn bổ sung cho chúng ta DHA và omega 3. Đây là hai hoạt chất giúp cho đôi mắt của chúng ta được sáng hơn, cũng như là làm cho làn da được khỏe hơn và chống lão hóa cực kỳ tốt. Và đặc biệt là những loại cá ở dưới khu vực nước mặn như là cá thu, cá ngừ, cá mú, vân vân thì nó sẽ có nhiều lượng collagen hơn, cũng như là lượng collagen của nó dễ dàng hấp thu vào trong cơ thể hơn so với những loại cá nước ngọt. Vì vậy, ngay từ bây giờ thì chúng ta hãy ăn thiệt là nhiều cá và đừng bao giờ bỏ qua phần da cá nhé. Là thực phẩm thứ hai mà chúng ta nên bổ sung để có thể cung cấp collagen cho cơ thể, đó chính là nước hầm xương. Các nhà nghiên cứu họ nhận thấy rằng ở trong xương nè, trong sụn hoặc là trong dây chằng của chúng ta có chứa rất là nhiều loại collagen. Bởi vì thế, khi mà chúng ta có thể ninh xương ra thì tất cả những thành phần collagen ở trong xương hoặc là ở trong sụn hoặc là ở trong dây chằng nè thì nó có thể được xuất ra ở cái dạng nước hầm để mà chúng ta có thể sử dụng nó giống như là một loại collagen tươi. Và khi chúng ta hầm xương ra như vậy thì những loại collagen ở trong xương, trong sụn nó sẽ được phân cách thành những phân tử nhỏ hơn, hay còn gọi là axit amin. Vì vậy, nếu như chúng ta uống những loại nước hầm xương này vào thì axit amin nó rất là dễ dàng được hấp thu, từ đó sẽ hình thành nên collagen cho cơ thể. Và các bạn nên nhớ rằng là tùy loại xương khác nhau nó sẽ cung cấp những loại collagen khác nhau, cũng như là lượng collagen của nó cũng hoàn toàn khác nhau nhé. Là thực phẩm thứ ba mà chúng ta nên bổ sung hàng ngày, đó chính là những loại hoa quả hay là rau củ có chứa nhiều vitamin C. Vitamin C là một hoạt chất cực kỳ quan trọng bởi vì nó có khả năng kích thích tăng sinh collagen rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó, quá trình tổng hợp nên collagen bắt buộc thì phải có vitamin C thì nó mới có khả năng tổng hợp nên được. Vitamin C còn là một chất chống oxy hóa rất là tốt, giúp đẩy lùi sự lão hóa, làm cho chúng ta được trẻ lâu, cũng như là giúp cho làn da được trắng sáng và đều màu hơn. Vậy thì những loại thực phẩm nào có thể cung cấp vitamin C cho cơ thể? Có rất là nhiều vô vàng luôn các bạn ơi. Ví dụ như là những loại trái cây mọng nước như là cam, chanh, quýt, bưởi thì nó có rất là nhiều vitamin C, đúng không nào? Hoặc là những loại trái cây như trái ổi, trái kiwi hoặc là ớt chuông cũng có rất là nhiều vitamin C. Vậy thì bác sĩ Quý đố các bạn nè, giữa trái ổi và trái cam thì trái nào có thể cung cấp nhiều vitamin C hơn? Các bạn hãy bình luận ngay ở bên dưới nhé. Thì đáp án đó chính là trái ổi nhé các bạn. Các bạn ngạc nhiên không nào? Bởi vì trong 100g ổi có khả năng cung cấp 228mg vitamin C, trong khi đó trong 100g cam thì chỉ có khả năng cung cấp 53mg vitamin C cho cơ thể thôi nhé. Và là thực phẩm thứ tư mà chúng ta nên bổ sung, đó chính là lòng trắng trứng. Nếu như các bạn lo lắng rằng ăn nhiều lòng đỏ trứng gà chứa hàm lượng cholesterol cao thì lòng trắng trứng gà chứa rất là ít cholesterol và có hàm lượng calo rất là thấp, hàm lượng protein cao, cung cấp một số axit amin mà cơ thể không thể sản xuất được. Và một trong những loại axit amin cực kỳ quan trọng đó chính là prolin, bởi vì prolin nó có khả năng bổ sung trong quá trình tổng hợp nên collagen. Vì vậy, nếu như chúng ta ăn lòng trắng trứng thì cơ thể sẽ được tổng hợp nên nhiều collagen hơn. Vậy là các bạn đã biết được 4 loại thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung để có thể tăng cường collagen cho cơ thể rồi, đúng không? Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like video và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.